Giá xăng RON 95 tăng thêm 867 đồng, vượt mốc 21.000 đồng một lít. Tất cả các mặt hàng xăng dầu đều được điều chỉnh tăng do tác động mạnh từ tăng giá xăng dầu thế giới trong chu kỳ 15 ngày, theo Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa công bố. Cụ thể, từ 15 giờ chiều nay, giá xăng E5 RON 92 sẽ được điều chỉnh vượt mốc 20.610 đồng một lít, tăng 850 đồng một lít so với giá hiện tại. Xăng RON 953 vượt mốc 21.783 đồng một lít, tăng 867 đồng một lít so với giá hiện hành. Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng, trong đó diesel 0,05S giá tối đa 16.537 đồng một lít, tăng 418 đồng một lít so với giá hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 15.503 đồng một lít, tăng 452 đồng một lít so với giá hiện hành. Dầu mazut 180 CST 3,5S tối đa 15.670 đồng trên 1 kg, tăng 221 đồng trên 1 kg so với giá hiện hành. Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng mạnh do chu kỳ 15 ngày qua. Giá xăng dầu thế giới tăng mạnh ở mức trên 4% với xăng và khoảng 1% với dầu. Do đó, nhà điều hành đã phải tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng và trích lập quỹ cho các mặt hàng dầu. Cụ thể là dừng chi và thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá đối với một số loại dầu ở mức dầu diesel trích lập 200 đồng một lít, dầu hỏa trích lập 300 đồng một lít, dầu mazut trích lập 300 đồng một kg. Chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng E5 RON 92 ở mức 1.300 đồng một lít, xăng RON 95 ở mức 350 đồng một lít. Bộ Công Thương cho hay, do chi quỹ bình ổn giá liên tục ở mức cao như trên, nên giá xăng dầu trong nước đã có mức biến động thấp hơn với mức biến động của giá xăng dầu thế giới. Cụ thể, giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường thế giới dùng để tính giá cơ sở từ kỳ điều hành ngày 11 tháng 1 đến nay đã tăng 35-50%, trong khi giá xăng dầu trong nước tăng 28,5-33,6%. Do đó, kỳ điều hành lần này nếu không tiếp tục chi quỹ bình ổn giá, giá các loại xăng sẽ tăng từ 1.217 đến 2.150 đồng một lít, xăng E5 RON 92 tăng 2.150 đồng một lít, RON 95 tăng 1.217 đồng một lít so với giá hiện hành. Thưa quý vị, ngày hôm nay 12 tháng 7, giá xăng tăng mạnh thêm gần 1.000 đồng một lít. Đây là mức tăng cao kỷ lục trong vòng 2 năm trở lại đây. Giá xăng dầu tăng liên tiếp đạt mức cao kỷ lục, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trong hơn một năm qua, khiến cho người dân không khỏi lo ngại. Chắc chắn điều này sẽ tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là khối vận tải tiêu dùng. Ngày hôm nay, ngày tăng giá xăng khiến cho nhiều người dân không khỏi bất ngờ, và chúng tôi sẽ mời đến trường quay ông Bùi Danh Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, để có cái nhìn khách quan về những áp lực của ngành vận tải đang phải gánh chịu và tổng thể bức tranh kinh tế trong bối cảnh đại dịch hiện nay. Và xin chào ông. Thưa ông, chiều nay thì giá xăng dầu một lần nữa lại tăng, và đợt tăng lần này có vẻ khiến cho rất nhiều người bất ngờ và cũng có những bức xúc. Theo quan điểm của ông thì giá tăng xăng dầu lần này sẽ tác động như thế nào đến tình hình nói chung ạ? Dạ vâng. Chúng tôi trước hết thay mặt cho anh em ngành vận tải cũng rất là lo lắng trước cái việc mà giá xăng dầu tăng lên một cách đột ngột, mà nó liên tục tăng trong 2 năm nay, chưa có hạ mà chỉ có lên thôi. Cho nên là cái khó khăn của ngành vận tải đã khó khăn thì nó đã đẩy cái khó khăn lên cao hơn. Thế cho nên chúng tôi thấy rằng là chia sẻ với cơ quan quản lý nhà nước về cái vấn đề xăng dầu thế giới nó tăng lên, thế và cũng buộc lòng phải tăng giá xăng dầu trong nước lên để cho nó phù hợp với cái thị trường tự do hiện nay. Cho nên chúng tôi thấy có thể nói là rất bức xúc vì trước tình hình khó khăn vận tải hiện nay mà các cái hoạt động của nó gần như trì trệ, và có thể nói rằng là đến cái mức độ là quá bức xúc. Cho nên là khi mà nghe giá xăng dầu tăng lên thì chúng tôi cũng rất bàng hoàng, mà cũng thấy rằng là cũng chia sẻ với anh em trong người lao động và cả người dân về việc về sử dụng giá xăng dầu với cái giá trong lúc mà giãn cách hiện nay, thế mà các giá cả đều tăng lên thì rất là khó khăn. Vâng, theo ông thì biến động giá xăng dầu tăng ảnh hưởng trực tiếp thế nào tới các doanh nghiệp vận tải, và nhất là trong bối cảnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trong hơn một năm nay? Như chúng ta biết rằng là cái giá xăng dầu ấy, nếu mà trong cái hạch toán thành cái giá ngành vận tải, nó chiếm từ 35 đến 40%
thị phần của cái chi phí vận tải. Thế khi mà trong lúc mà giá cả là chứng lại, thậm chí là không có việc làm, thế mà xăng dầu lại tăng, thì đó là việc rất là khó khăn cho ngành vận tải nói riêng, là vận tải đường bộ cũng như các cái vận tải khác như hàng không, đường sắt, đường thủy và các cái ngành sản xuất khác thì cũng rất khó khăn. Thì chúng tôi thấy rằng là đây là một cái điều rất đáng buồn, không riêng cho ngành vận tải mà cho cả xã hội ta, cả đất nước ta trong cái lúc dịch tràn lan thế này. Vâng, vậy theo ông thì các doanh nghiệp vận tải có cần có những cái hoạt động cụ thể như thế nào để giảm thiểu được những thiệt hại này ạ? Dạ vâng, có thể cái phương án đưa ra để giảm thiểu cái tác hại của cái vấn đề xăng dầu thì chúng tôi sẽ rất khó, bởi vì xăng dầu là theo giá cả thị trường thế giới. Này, cho nên khi nhập tăng thì chúng ta cũng phải tăng theo, chưa kể hệ lụy của những cái biến động khác. À, thí dụ như về vận tải trên biển, xăng dầu là trên biển thì cũng rất khó khăn. Thế thì cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là rất khó khăn, có thể là tìm trong cái hoàn cảnh hiện nay tìm cái giải pháp để mà khắc phục cái việc mà giá xăng dầu tăng lên thì chúng tôi rất là thấy khó đề xuất, và anh em cũng bàn nhiều rồi nhưng thấy khó giải quyết lắm. Thế chỉ có cái việc là về lâu dài thì nhà nước cũng có cái việc quản lý nhà nước với cái giá xăng dầu như thế nào cho nó cải tiến đi, để cho nó cái xăng dầu nó ổn định, tạm ổn định thôi, vì chúng ta không sản xuất được xăng dầu phải nhập ngoại, cho nên theo thị trường tự do thì phải theo giá cả thị trường của thế giới. Nhưng có cái điều rằng là nghề nhà nước cũng phải có cái quản lý, cải tiến cái quản lý giá xăng dầu cho nó phù hợp với cái gọi là cái kinh doanh mà thị trường tự do, tức là không làm thế nào cái việc độc quyền của cái vấn đề xăng dầu hiện nay á, thì cũng có cái vấn đề người dân và các doanh nghiệp cũng thắc mắc, cho nên nhà nước cần phải chuyển hẳn cái việc kinh doanh xăng dầu sang cái giá thị trường tự do, để cho nhiều thành phần, nhiều đơn vị kể cả trong và ngoài nước tham gia vào kinh doanh, thì có thể là góp phần là hạ được cái giá thành xăng dầu trong thời điểm hiện tại thôi. Vâng, việc theo dõi giá xăng dầu trên thị trường thế giới thì thấy cái việc giá xăng dầu ở trong nước của chúng ta tăng lên thì rất nhiều nhưng mà giảm thì không đáng kể. Vâng. Cái việc này thì ngoài do chúng ta phải nhập khẩu xăng dầu thì còn cái lý do nào khác nữa hay không? Dạ vâng. Thế như tôi muốn nói rằng là chúng ta phải, vì nền kinh tế của chúng ta là nền kinh tế thị trường mà, thì tại sao xăng dầu hiện nay chỉ có một số đầu mối quản lý? Thế cho nên là người dân và các doanh nghiệp cũng chưa tin tưởng ở cái việc quản lý các cái đầu mối.